Em chào toàn thể các anh chị cô dì chú bác yêu lan vào phiên trưa của em ngày hôm nay nhé. Trưa hôm nay em sẽ lên một số cho các anh chị chơi. Đó, đây là phi điệp nha các bác nhé, mặt hoa bôn đôn, hoa cũng đẹp nha các bác nhé, hoa rất là đẹp luôn này. Cây này đang ra kỳ nha, đó, đang ra kỳ này. Cây này là một, đây này, nó đang sưng nữa, nó đang sưng này, đó, đang sưng nha các bác nhé, chuẩn bị ra kỳ này, bác này yêu. Về này, em bán có giá 300k nha, hình đầu tiên này. Mặt hoa đẹp nha các bác nhé. Phi điệp bôn đôn, bao chuẩn luôn. Tiếp tục là hình thứ hai. Đây, cẩm cù này, trái tim nha, hoàng nhạn này, trâu nguyên bản này. Rồi chinh bạch hay còn gọi nhất điểm hồng, báo hỷ này. Nguyên bản quế tím to này. Đó, nguyên bản quế tím to. Anh chị nào yêu đơn này giá có 100k thôi. Hàng combo đầy đủ loại luôn. Năm mặt hoa nha các bác nhé. Năm mặt hoa bôn đôn này. Châu nhạn, quế tím, cẩm cù. Rồi báo hỷ, rồi chinh bạch nha. Đây là hình số 2, hình số 3 nhé. Hình số 3 là em có hoàng nhạn với quế tím. Anh chị nào yêu, anh chị nào không biết phân biệt, ôi nghìn đỏ kỳ hà mà. Anh chị nào không biết phân biệt mặt hoa quế tím với là hoàng nhạn thì các bác mang về. Mang về các bác ngắm để sưu tầm. 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9 này, 9 khúc quế tím nha các bác nhé. 9 khúc quế tím, 1 cây hoàng nhạn này, 2 cây này, 3 cây này, và 4 cây. Hoàng nhạn là cái lá nó mỏng nha. Cái lá nó mỏng này, quế tím thì cái lá nó dày hơn. Đó, về các bác phân biệt, mặt hoa thì khác nhau hoàn toàn luôn. Hoa thì, hoa hoàng nhạn nó thơm hơn nhá, nó thơm ngất luôn. Đó, đơn này giá của nó là 150k. 150k anh chị nào yêu số 3 nha. Hình số 4 là cây hoàng nhạn, toàn cây to to đẹp đẹp nha các bác nhá. Một cây này. Đó, một cây này đang có nụ nha. Cây thứ 2, có nụ này. Cây thứ 3 có nụ luôn. Và cây thứ 4 này chưa thấy nụ nha các anh chị nhé. Cây thứ 4 này nó ngang nhau. Em chỉ biết là hoàng nhạn thang máy này. Đó, về các bác sổ hoa cây này nhá. Đó, nó ngang nhau hết nhưng mà nó chưa thấy nụ, chưa thấy vòi hoa gì luôn. Đó, còn mấy em này đã cho ra nụ hết rồi. Về các anh chị chơi mặt hoa này nhá. Đó, hoàng nhạn tháng 4. Biết đâu nó ra tháng 8 thì sao. Đây. Đó, đơn này giá là 300k nha. 300k anh chị nào chốt đơn hoàng nhạn số 4 rất là đẹp. Số 5 là bội kiếm lùn, lùn tịt luôn. Cực kỳ đẹp, 1 này. 2 này, về ghép rất là đẹp luôn các bác nhá. 3 này. 4 này. 5 này. Và 6 nha. 6 bụi như thế này, cây này nó đang ra mầm con rất là nhiều này. Đây là mầm con này. Đó, bác này yêu bụi kiếm lùn như thế này, 100k này. 100k. Anh chị nằm yêu hình số 5. Hình số 6 là hình cuối cùng, là báo hỷ với lại nhất điểm hồng. Rồi em thêm cây trâu nguyên bản, cây to. Sang năm các bác chơi hoa này. Đó, giá cũng 100k này. 100k nha các anh chị nhé, hình số 6 nhé. Đó, anh chị nào mà thích yêu hàng nào thì các bác cứ lấy. Mặt hàng đó toàn là mặt hàng rẻ tiền không, 100k. Đó, toàn là đơn 100k trở xuống, trở lên. Đây, anh chị nào mà yêu thích tham khảo thì các bác cứ chốt đơn nha. Em xin chào tất cả các bác, chúc các bác buổi trưa vui vẻ nhé.